này thiện nam tử ngươi chẳng nên dựa vào pháp không quên mất để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng nên dựa vào tánh luôn luôn xả để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nếu chẳng chấp thủ pháp không quên mất thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chẳng chấp thủ tánh luôn luôn xả mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện nam tử ngươi chẳng nên dựa vào trí nhất thiết để thổ đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng nên dựa vào trí đạo tướng trí nhất thiết tướng để thổ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nếu chẳng chấp thủ trí nhất thiết thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chẳng chấp thủ trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này Thiện Nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào tất cả pháp môn Đà La ni để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào tất cả pháp môn Tam Ma điện để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tất cả pháp môn Đà La ni thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chấp thủ tất cả pháp môn Tam Ma điện mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào quả dự lưu để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nên dựa vào quả nhất lai bất hoàn A-la-hán để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ quả dự lưu thì mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng chấp thủ quả nhất lai bất hoàn A-la-hán mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, Ngươi chẳng nên dựa vào quả vị độc giác để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột, vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ quả vị độc giác mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện nam tử, ngươi chẳng nên dựa vào tất cả hạnh đại bồ tát để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì nếu chẳng chấp thủ tất cả hạnh đại bồ tát mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện nam tử ngươi chẳng nên dựa vào quả vị giác ngộ cao tột của chư phật để thủ đắc quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nếu chẳng chấp thủ quả vị giác ngộ cao tột của chư phật mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột